Đây nhá, em test bếp cho các bạn nhá. Đây nha. Mở ra hai nước này. Đó, nhiệt độ này. Như vậy. Nó to nhỏ, đấy. To nhỏ là hai nước này. Ok. Tắt đây. Mở đây thì nó lên hiện thị nhiệt số, còn này nó theo cái mũi tên vạch. Đây, nhỏ anh cũng đây 180 đó. Đây là hai nút điều chỉnh, cái này hai chế độ nấu tắt này, nhỏ thì nó lên cái này đó. Còn cái này nó là hẹn giờ 1 phút này, 2 phút, 3 phút này. Đây giờ đây hẹn giờ, đây hẹn phút, không quá thì hủy nó đi. Nó hẹn 1 phút bếp sẽ tắt này, là nước nó sôi. Và đây là mấy chiếc bọn nấu cả ly để nấu đủ mọi thứ hết. Chị nghe chắc là cái bản dịch nước sôi nha. Quên 1 phút bếp có thể tắt. Rất nhanh sôi đấy, vừa đặt sôi này. Rất đều. Điện thì có điện trong nhiều người nó bớt tắt rồi, nó bớt tắt. Muốn mở lại là mở vào đây đó, đấy lại luôn, tắt đâu tiết kiệm cái chỗ đó. Số thì như thế này, tắt đi, to nhỏ là cái này, to nhỏ là cái này hai cái độ nấu nó cũng như nhau thôi. Còn cái này hẹn giờ, cái này là hẹn giờ, còn này nó còn duy cái cái thì nấu xương mềm nhiều quá, nó có bị các bạn trục dịch ra nó sẽ chuyển sang cho